Kim Thanh xin kính chào quý vị. Một viên chức chính phủ Úc dự tính sẽ nhận tội và sẵn sàng khai ra các nghi can khác trong vụ án hối lộ các quan chức Việt Nam để in tiền Polymer. Ông David John Avery là cựu quan chức về tài chính của công ty in tiền của chính phủ Úc, nhận tội hối lộ khi thiết lập kế toán gian dối. Ông cũng dự tính đưa ra các bằng chứng trong phiên tòa dự trù diễn ra năm tới. Ông Avery là người thứ 9 bị cảnh sát Úc truy tố về tội hối lộ quan chức ngoại quốc, nhưng ông là người đầu tiên nhận tội. Các vụ hối lộ cho quan chức Việt Nam được báo Úc khui ra từ giữa năm 2009 đến nay vẫn còn đợi tòa xử. Người đứng trung gian trong vụ nhận hối lộ từ phía Việt Nam là Lương Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ ở Hà Nội. Ông này được nói là một đại tá tình báo của Công an Việt Nam. Còn những người nhận số tiền hối lộ lên tới 20 triệu đô la Úc có ông Lê Đức Thúy, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các nhân vật cao cấp khác. Bà Aung San Suu Kyi, nhân vật tiêu biểu ở phong trào dân chủ của Miến Điện, đang có chuyến viếng thăm châu Âu sau 24 năm không đặt chân đến lục địa này. Chuyến đi này nhằm tri ân các chính phủ và tổ chức vốn đã ủng hộ cuộc đấu tranh ôn hòa của bà chống lại chính quyền quân sự độc tài Miến Điện trong hơn 2 thập niên. Trong chặng dừng chân đầu tiên ở Thụy Sĩ vào hôm thứ Năm, bà sẽ diễn thuyết trong cuộc họp thường niên của Tổ chức Lao động Quốc tế Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này đã từng mở chiến dịch chống nô lệ và lao động trẻ em ở Miến Điện trong nhiều năm qua. Bản tin kế tiếp trong ngày hôm nay, học phí trung bình ở các trường đại học công hệ 4 năm ở Hoa Kỳ đã tăng thêm 15% trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2010. Nguyên nhân là vì các tiểu bang cắt bớt ngân sách dành cho giáo dục. Mức học phí cũng tăng hơn 40% tại các đại học ở California, Georgia và Arizona. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nhận thấy học phí tại các đại học tư trên toàn quốc cũng tăng, có nơi tăng cao gấp đôi so với trường Harvard. Pennsylvania State University là đại học tiểu bang có học phí cao nhất với hơn 15.000 đô la cho niên khóa 2010 và 2011. Hoa Kỳ cần có nhiều người tốt nghiệp đại học để có thể đương đầu với nền kinh tế toàn cầu. Nhưng nếu học phí tiếp tục tăng, đặc biệt vào lúc nguồn thu nhập của gia đình giảm sút, thì việc học đại học sẽ càng trở nên ngoài khả năng của giới trung lưu. Một phi công lái thủy phi cơ tại thành phố Everglades City, tiểu bang Florida, vừa bị cá sấu đớp mất bàn tay vào hôm thứ Ba. Giới hữu trách không cho biết tên của phi công, nhưng báo chí cho hay ông làm việc cho công ty du lịch Captain Dirt Everglades Tour. Theo cơ quan đặc trách động vật hoang dã ở Florida, nhân viên cơ quan này đã tìm được con cá sấu, lấy lại được bàn tay nạn nhân và đưa đến bệnh viện. Một đoạn video cho thấy một phi công của công ty Captain Dirt dùng đồ ăn để nhử một con cá sấu trong một chuyến đi tour tuần qua. Việc bị cá sấu tấn công là điều thường thấy ở Florida. Hồi tháng 8 năm ngoái, một phụ nữ 90 tuổi bị mất chân trái khi bị một con cá sấu tấn công lúc đang đứng trước cửa nhà ở Copeland. Bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, cảnh sát đang truy lùng một nghi can đã bắn chết một phụ nữ 33 tuổi trong bệnh viện Erie County Medical Center ở Buffalo, tiểu bang New York vào trưa 13 tháng 6. Tin cho hay nạn nhân bị hạ sát tại cầu thang trong một căn nhà thuộc bệnh viện. Nghi can được cho là liên quan đến vụ án mạng là Timothy Jordan, 49 tuổi, bác sĩ khoa giải phẫu. Khoảng 400 bệnh nhân và khoảng 1.000 nhân viên làm việc ở bệnh viện đã được lệnh không ra vào nơi này, trong khi cảnh sát vẫn đang tiếp tục cuộc truy lùng hung thủ. Kim Thanh cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin và hẹn lại trong bản tin lần tới.
em vô cái trang mvepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam, cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ, cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ, trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.